Rồi, game là dế này. Number. Trước khi vào với clip ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với anh em shop Kelly.com. Thì đây là shop ảo của mình, shop chuyên bán ảo Free Fire Liên Quân giá rẻ, uy tín 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do mình chịu trách nhiệm, thì anh em có thể là yên tâm mua bán giao dịch trên shop nha anh em. Bọn này này, đuổi tôi đi, đuổi tôi đi, tôi đi đấm ngay này nha, tôi đấm cho sắc mặt giờ, tôi đấm cho sắc mặt giờ. Dậy 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 dậy, này không, này không, ý, ú, như này, cua. Cua, đập vô đấy, đập vô đấy. Ê, đập vô đấy. Ý. Ý. Đập vô đấy, đập vô đấy. Múa này, múa này. Để ra đây. Để ra đây. Đập tôi. À nó đấm mình này. Đã tẹo móc xong quay ra đấm mình thế được. Được đâu. Úi. Dạ tem up này đấm phát trăm máu nhá. Đấm phát trăm máu nhá. Để ra đây. Đấy, ra đây tôi sửa luôn này. Đây tôi sửa luôn này. Tem up hả? Ok, tem up, tem up, tem up. Em áp đi không? Thanh niên kia kìa, nó chạy ra. Ôi dưới kia nó đấm nữa rồi. Dưới kia. Thanh niên, thanh niên múa đây. Đấm đâu, không đấm đâu, ra đây. Đây này, nó
Đây, định đấm thôi này. Đấm thôi này. Định đấm thôi này. Đừng đấm tôi giờ. Đấm tôi giờ. Đừng đấm tôi giờ. Thôi mùa ba lê. Mùa ba lê giờ. Đấm 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 đấm. Đấm. Đấm lại, đấm lại. À, định cho mình giết này hả? À, định cho định định cho mình giết, định cho mình giết đây ạ. Ui. Đây đã. Kêu bạn nhá. Tôi kêu bạn nhá. Cho tôi giết đây ạ. Rồi. Nó tại bắp hả? Tấm nhau đây. Tấm 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 tấm. Thanh thanh niên kia tự 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 nhảy xuống dưới rồi chứ, tự nhảy xuống dưới rồi chứ nhỉ? Ba người, sáu người. Rồi, coi coi con người nó đâu nhỉ? Cổ thần. Thật cổ thần. Đây 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 đây, đấm đi, đấm đi, đấm đi. Đấm đi, đấm đi, đấm 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 nhau đây. Đấm nhau đây. Đấm nhau đây, để lấy top 1 trên nóc sửa nghỉ ra mà. Đi. Hai. Đứng lại. Bạn ơi. Bây giờ cũng được. À.